nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ ngữ vựng ý nghĩa cao thấp của kinh 209. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui hóa. Dạ, con kính dâng mít thánh sư ạ. Dạ, kính bạch sư ạ. Sư chưa cầm mic ạ, chúng con chưa nghe thấy sư ạ. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Lẽ là đường nét của Đại Đức Tịnh Đạt không ổn rồi. Dạ, sư đã rơi rung rồi. Dạ, con thấy sư đã vào đạo tràng. Dạ, con cung thỉnh sư cầm mít thử ạ. Dạ, con kính nhận mít sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh chưa ạ? 1, 2, 3, 4. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, cảm ơn bác Quá Thành á. Cảm ơn cô Pháp Hùng Lầu Cai. Dạ, quý vị nghe rõ âm thanh được chứ ạ? Dạ, xa thú, xa thú. Hôm nay thì Tịnh Đạt có việc, không có đi đi ra ngoài, không có ở chùa, cho nên cái đường truyền nó cũng không ổn định. Các vị con chúng ta nếu có cái chi điều chi mà nó trục trặc thì mong các vị cũng quan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Giá một tuần nữa con xin cai kính lại chư tăng. Mến chào toàn quý vị đang tham diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục học câu kinh Pháp Cú. Thay vì là ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ có cái buổi ôn tập cuối tuần. Tuy nhiên thì cái việc mà học kinh Pháp Cú là việc của ngày thứ sáu, nhưng mà tuy ngày thứ sáu Tịnh Đạt không có cái điều kiện để mà tham gia sinh hoạt với các quý vị, cho nên Tịnh Đạt có nhờ cô Nhật Quỳnh để mà thông báo sẽ dời cái lịch cái bài giảng ngày thứ sáu đó, thì chúng ta sẽ học vào ngày Chủ nhật. Cho nên tuần này chúng ta sẽ vắng đi một cái kỳ ôn tập cuối tuần, mong các vị cũng quan hỷ cho. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 209, Phẩm Hỷ Ái. Dạ. Yeah. Bây giờ các vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho
sang khang na ma mi. Dạ, con xin kính lễ chư tăng kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú đầu tiên. Câu pháp cú số 209 có nội dung như sau. A yo ke yun cha ma ta nang yo ga sa min cha a yo cha nang a thang hi to bi yak ga hi bi ye bi he ta ta nu yo gi nang a yo ke yun cha ma ta nang yoga samin cha ayo chanang atang hi to biyakai bihe tatanu yoginang. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Đáng làm thì lại bỏ bên, chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào. Thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đường giữa, lội vào dòng mê. Đã không cố gắng vây về, còn ganh tị cười chê người hiền. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Trước khi đi vào cái nội dung duyên sự cũng như ý nghĩa chính của bài kệ ngôn pháp cú, thì chúng ta cũng sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Ayo ge yun cha ma ta nang yo ga sa min cha ayo cha nang atang hi to biyak gi ga hi bi he ta ta nu gi nang. Câu đầu tiên, ayo ge yun cha ma ta nang. Chúng ta có cái từ là ná cộng với lại vô cá, nói về cái việc là không có việc không đáng tu tập. Á có nghĩa là phủ định không, yoga là tu tập hay là tu luyện. Đây là một cái danh từ. Việc không đáng được tu tập. Việc không đáng được tu tập. Yun cha mát ta năng. Yun cha mát ta năng, chúng ta có cái từ là yun chăng át ta năng. Yun chăng át ta năng. Yun chăng là trong khi tu tập. Trong khi tu tập. Nó có cùng cái căn gốc với cái từ yoga. Atanang là bản thân. Atanang là bản thân. Câu thứ hai, yoga samin cha a yo cha nang. Yoga samin cha a yo cha nang. Yoga samin cha, nó cũng xuất phát cái từ yoga, được chia theo định sở cách, cho nên rồi kèm cộng với cái từ cha, cho nên chúng ta có từ là yoga samin cha. Cái từ căn bản đó là yoga cộng với ngữ cách định sở cách và asamin cộng với liên từ chá, yoga samin chá. Chúng ta có cái từ nghĩa ở trên, tu tập.
tu luyện gắn bó, nó cũng có nghĩa đó. Ayochanang, Ayochanang là không có tu tập, không có tu tập. Chúng ta thấy bốn cái từ Ayoge Yunchamata Nang Yogasmin Cha Ayochanang nó cùng một cái căn gốc. Từ Yuncha, Yucha, Yuchati là tu tập hay là gắn bó. Gắn bó tu tập hay là tu luyện, cái việc không đáng để mà gắn bó tu tập. Câu thứ hai thì ngược lại là không gắn bó hay là không tu tập với những việc đáng để mà tu tập, những việc đáng để mà gắn bó. Rồi câu thứ ba, ahang hito biyakkhahi, ahang hito biyakkhahi, thân có nghĩa là cái mục đích hay là cái sự lợi ích, mục đích hay là sự lợi ích. Hito, hito là từ bỏ, to có nghĩa là từ bỏ. Hito có nghĩa là từ bỏ. Biyakkhahi, biyakkhahi ở đây chúng ta có từ là piyá và có từ gahi. Pí giá và từ gahi, chúng ta có từ ghép pí giá và gahi. Pí giá là sự yêu mến, pí giá là yêu mến hay là ái đó. Cái từ này đó là cũng là cái từ đặt cho cái chương, cái phẩm pháp cú mà chúng ta đang học là phẩm hỷ ái đó. Pí giá, quốc giá, pí giá. Gahi là theo đuổi hay là nắm bắt. Gahi, chỉ cái việc sở hữu hay là cái cố gắng để mà gìn giữ, cố gắng để mà gìn giữ, níu kéo, theo đuổi. Chữ gahi, phi giác gahi là đeo đuổi những gì yêu thích. Rồi chúng ta đi theo cái tiếp theo, câu thứ tư, câu cuối cùng. Bi he tát ta nu yogi năng, bi he tát ta nu yogi năng, chúng ta có cái từ là bí hê tí cộng với lại áp ta, cộng với áp ta, cộng với lại anu yogi. Chúng ta có ba từ ở đây: bí hê tí, áp ta, áp ta, anu yogi. Bí hê tí là sự ganh tị, là ganh tị, động từ ganh tị. Áp tá là bản thân. Anuyogi là cái người có cái sự chuyên cần, có cái sự tu tập. Nó cũng có cái từ yogi á, yogi, yogi á là cái việc mà chỉ là cái người, chỉ cho việc cái người có cái sở hữu cái việc tu tập thực hành mà chúng ta có cái ý nghĩa phía trên. Bi hề, bi hề tát ta nu yogi năng hay là bi hề tí áp ta anu yogi năng, chỉ cho cái việc đó là ganh tị với cái người mà có cái sự tu tập bản thân. Đó là cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 209. Sa thú, sa thú lành thai. Và một lần nữa
ở câu kệ ngôn phú số 209 có nội dung như sau. Ha yoga yunjama tanang yoga samincha yojanang atang hi toa biyagahi bihe tatanu yoginang. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Dạ, Bồ Bích Thà giá. Dạ, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu viên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 209 này. Thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 209 liên quan đến một cái duyên sự nói về một cái gia đình gồm có cha mẹ và một đứa con. Cha mẹ và một đứa con trai cùng đi xuất gia. Và cái duyên sự này thì gồm một nhóm ba câu kệ ngôn pháp cú, đó là 209, câu số 210 và 211. Câu số 209 là một trong ba câu kệ ngôn pháp cú nhóm này. Thì chúng ta sẽ có dịp để mà học lại, tìm hiểu kỹ thêm về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của nhóm câu kệ ngôn pháp cú này ở những cái bài học kế tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ học trước tiên đó là câu 209. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đức theo hỷ ái, ganh thì bậc tự chuyên. Và xin lưu ý, khi mà chúng ta học qua cái phẩm bi giáo quốc cá biệt, những câu kệ ngôn pháp cú có nội dung liên quan hay là tương tự về cái việc nói về cái sự dính mắc, cái sự dính mắc và cái sự từ bỏ cái dính mắc đó. Thì câu kệ ngôn pháp cú số 209 hay cũng như là nhóm câu kệ ngôn pháp cú này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết khi Ngài an ngự tại chùa Kỳ Viên Chaitavana, đề cập đến một cái gia đình gồm có là người cha, người mẹ và người con trai cùng nhau đi xuất gia. Có câu chuyện này cũng là một câu chuyện rất là hay, không biết có xuất hiện ở trong cái thờ chúng ta hay không, nhưng mà trong theo như chú giải kinh Pháp Cú ghi lại, đó là một câu chuyện xảy ra cũng rất là hy hữu. Hy hữu chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu xem như thế nào. Trong một cái gia đình ở thành Savatthi đó quý vị, có hai vợ chồng, có một cái người con trai, và người con trai này là người con duy nhất ở trong nhà, con trai độc tôn đó. Thì người cha người mẹ luôn lúc nào cũng rằng người con trai sống với mình, trọn đời với mình, lập thành gia lập thất, cũng như là gìn giữ truyền thống của gia đình. Cho nên nó là nuôi con rất là chăm chút. Nhưng mà một lần nọ đó, thì cái người gia đình đó mời gia đình mời chư tăng đến nhà để mà cúng dường cũng như là thỉnh chư tăng tụng kinh phúc chúc thuyết pháp đến gia đình, giống như là chúng ta thỉnh chư tăng ngày hôm nay đó, thỉnh chư tăng đến nhà để mà thiết lễ trai tăng. Thì sau khi mà chư tăng có nhận sự cúng dường thọ thực, thì các ngài đại phúc chúc cũng như là thuyết pháp đến gia đình để sách tấn cũng như là giải thích về những cái cuộc sống, những cái điều ở trong cuộc sống, những cái pháp tu tập, những cái phiền não vân vân. Thì cái duyên lành của người cậu con trai đó, cái duyên lành trong quá khứ đó, thì sau khi nghe được cái thời pháp
của chư tăng đó thì cậu rất là hoan hỷ. Cậu rất là hoan hỷ. Ở trong chú giải kinh đó thì không nói rằng là cậu bao nhiêu tuổi, nhưng mà cậu có một cái nhận thức về cái việc đó là muốn được xuất gia, muốn được xuất gia sau khi nghe cái thời pháp phúc sắp tấn đó, ngài muốn được xuất gia. Thì cái tâm nguyện đó cậu con trai mới trình lên cha mẹ xuất gia. Nhưng cũng là người Phật tử, nhưng mà chỉ là người cư sĩ để mà hộ trì Phật pháp. Khi mà những với cái việc người con trai xin được xuất gia đó, không nỡ để người con trai của mình là người con duy nhất trong nhà đó để đi xuất gia, thì tìm cách đi ngăn cản. Gia đình tìm cách ngăn cản bằng cách đó là một người đi làm thì một người phải ở nhà để chăm con, để mà giữ. Người chồng đi thì người vợ ở nhà giữ con để mà đừng cho nó trốn đi vô chùa xuất gia. Người vợ đi thì người cha thì thay phiên nhau ở nhà. Thì một ngày nọ đó, người chồng mà đi ra ngoài và người vợ ở nhà để giữ chăm con, thì cái cậu con trai này tìm cái cơ hội để mà trốn gia đình đi xuất gia. Bởi vì cái tâm nguyện của cậu rất là quan nghĩ với cái thời pháp đó, thì cậu đã đánh lừa được người mẹ xin đi ra ngoài và tìm đường đi đến chùa để mà xin được xuất gia. Xin được xuất gia thì cậu sau khi mà đi xuất gia như vậy thì người cha trở về không thấy con đâu, mới hỏi vợ của mình. Rồi ông mới đi tìm đứa con. Ông nghĩ rằng không có chỗ nào khác, chỉ có chùa như là tâm nguyện của người con. Ông đi tìm con ở chùa thì biết rằng là con mình đã xuất gia, xuất gia trở thành một cái người tu sĩ rồi. Thì ông mới than khóc, ông mới buồn. Ông nói không có muốn cho con đi, mà bây giờ con cũng cố gắng để mà đi xuất gia, và ông buồn. Nhưng mà thay vì mà buồn, ông tìm cách để lôi kéo con về, thì ông lại có một cái suy nghĩ khác. Tức là bây giờ con xuất, cha cũng xuất gia theo luôn. Cha cũng xuất gia theo luôn. Tuy rằng ông cũng không có muốn xuất gia, nhưng mà thấy con xuất gia rồi, bây giờ không còn ý nghĩa gì ở nhà nữa. Ông xin chư tăng cho ông xuất gia luôn. Rồi bà mẹ ở nhà, bà vợ ở nhà, con đi đâu không biết, chồng mà đi kiếm, mà chờ ở nhà thì lâu quá, không thấy con về cũng không thấy. Bà cũng đi tìm, bà cũng đi tìm đến chùa. Rồi bà hỏi thăm thì mới biết rằng là cha con xuất gia hết rồi. Bà cũng bắt đầu, bà cũng có cái tâm trạng đó là buồn, than khóc. Nhưng mà bà cũng suy nghĩ y như là ông có một cái suy nghĩ lúc trước vậy đó. Bây giờ con xuất gia rồi mà chồng cũng xuất gia luôn rồi, vậy ý nghĩa gì nữa khi mà ở nhà một mình. Bà đi tìm đến các cái vị tỳ kheo ni xin được xuất gia luôn. Thế là cả gia đình ba người đều xuất gia. Cái điều xuất gia thì rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Câu chuyện nếu mà dừng lại cái chỗ này không á, thì chưa có gì để nói, chưa có gì để nói. Mọi việc đều rất là hoan hỷ. Nếu như trong cái thời hiện tại bây giờ đó mà xuất hiện cái câu chuyện này thì phải nói rằng rất là hiếm. Người con muốn đi xuất gia, cha mẹ đồng ý đã là rất là hiếm rồi. Thường đó là người con mà đi xuất gia như vậy đó thì cha mẹ cũng nhiều khi cũng một bên đồng ý, một bên không đồng ý. Và cái việc mà cái người trẻ tuổi bây giờ đi xuất gia thì quý vị rằng phải nói rất là hiếm. Nhiều khi ba xuất gia, nhưng mà đôi bạn bè
rồi nhiều thứ đổ. À, muốn đi chùa đã khó rồi, à, muốn đi xuất gia, muốn mà được nương tựa đạo pháp để mà học điều hay lẽ phải thì cực là khó nữa. Cho nên cái việc xuất gia bây giờ nó cũng rất là hiếm, rất là khó. À, câu chuyện tiếp tục đó là sau khi xuất gia, à, câu chuyện tiếp tục sau khi xuất gia. Sau khi xuất gia thì gia đình gồm có người bố, người mẹ và người con á, sau xuất gia rồi thì thường xuyên tụ họp lại, thường xuyên ở gần với nhau, thường xuyên nói chuyện chung với nhau, sống giống như là một cái gia đình xuất gia như vậy đó. À, thì cái việc mà là tình cảm quý mến yêu thương của một gia đình rất là đáng quý, nhưng mà sau khi xuất gia rồi á, thì lại không có phù hợp. Đối với cái hình ảnh của người xuất gia tu sĩ á, mà ở có chồng, có vợ, có con, rồi lúc nào cũng quay vần giống như là một trong gia đình á, thì cái hình ảnh đó nó không còn phù hợp nữa. Cho nên cái việc đó đã được trình lên Đức Phật, và Đức Phật Ngài đã đến gặp, kêu gặp ba cái người gia đình đó, và Ngài đã hỏi thăm có phải cái chuyện như vậy hay không. Thì lúc đó thì Đức Phật Ngài đã có cái lời khiển trách Ngài rầy, tức là cái việc mà xuất gia, là người xuất gia mà sống với cái tình cảm gia đình quấn quýt lưu luyến như vậy đó, thì nó không có phù hợp nha. Không còn phù hợp nữa. Đức Phật Ngài nói rằng á, kể từ khi xuất gia về sau á, việc làm như thế không còn phù hợp nữa. Sự xa cách những người thương và sự gần gũi những người không thương đều là khổ cả. Bởi thế, đối với chúng sanh hoặc các pháp hữu vi, ta không nên phân biệt là thương hay ghét cái chi cả. Thì Đức Phật Ngài có cái lời sách tấn như vậy xong thì Ngài nói lên ba câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đang học đây. Câu kệ ngôn pháp cú số 209 và hai câu kệ ngôn pháp cú 210-211 để chúng ta sẽ học những bài học kế tiếp. Sau cái lời sách tấn của Đức Phật đó thì ba người xuất gia, ba vị tu sĩ này quyết định là cái tình cảm gia đình đó không có thể nào để mà xa cách nhau được, không thể nào sống xa nhau được. Cho nên thế rồi họ lại quyết định đó là hoàn tục trở về nhà. Hoàn tục trở về nhà. Thì thưa quý vị rằng, ở đây chúng ta không xét về khía cạnh đó là cái sự tu tập đối với cái tình gia đình, mà chúng ta xét trên khía cạnh thứ nhất đó là cái hình ảnh đó là một người xuất gia và tạo cái nhân duyên cho cái người thứ hai, cái người thứ ba cũng đi xuất gia. Chúng ta xét về cái cảnh đó là trước khi xuất gia. Cái hình ảnh này giúp chúng ta nhớ lại một cái hình ảnh của bà Gia Du Đà La khi hay biết được cái tin đó là Bồ Tát Xá Lợi khi trước khi thành Phật đó, bỏ ngai vàng, bỏ quyến thuộc để mà tìm đạo. Quý vị biết rằng đó là bà Du Du Đà La là một cái công nương rất là xinh đẹp, rất là trí tuệ và rất là thông cảm cho cái tâm tư nguyện vọng, những cái hoài bão của Đức Phật. Bởi vì chính bà Gia Du Đà La và Đức Phật đó đã có cái nhân duyên tiền kiếp rất là sâu đậm, từng là vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp, sống với nhau để mà hỗ trợ thiện pháp cho nhau. Khi kiếp chót, bà cũng là vợ của Đức Phật khi còn là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta.
Bà cũng với cái tâm nguyện đó hỗ trợ cho cái con đường thiện pháp tu tập thành chánh quả của Ngài. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài bỏ hoàng cung để mà đi xuất gia tìm đạo đó, thì bà không bao giờ có cái ý ngăn cản. Bà không bao giờ có cái ý ngăn cản. Và khi mà đi tìm đạo như vậy đó, thì phải chịu nhiều cái khổ cực, là 6 năm khổ hạnh. Trong khi Đức Bồ Tát đi tìm đạo bà Yajudala ở tại hoàng cung, bà với cái một cái người có trí tuệ đó, một cái người hướng về cái Đức Bồ Tát đó, thì bà không bao giờ chấp nhận một cái người công tử nào khác, một cái cuộc hôn nhân nào khác, mà bà vẫn ở vậy để nuôi con. Trách nhiệm giáo dưỡng người con trai ra hú lá. Và một cái điều đặc biệt đáng nói mà liên quan đến cái câu chuyện này, câu pháp cú này đó, đó là khi hay biết Đức Bồ Tát sống một cuộc đời người đạo sĩ rày đây mai đó để tìm đạo và sống thu thúc với tất cả những cái sự chân thành đó, thì bà cũng thúc bản giống như là lúc còn người công lương ở trong hoàng cung nữa, bà từ bỏ gấm lụa cao sang, bà từ bỏ những cái trang sức giá trị, bà từ bỏ cái cuộc sống nhung lụa mà trở thành cái người sống giản dị với cái cuộc sống thanh đạm. Bà nghĩ rằng Đức Bồ Tát đã gầy công để mà đi tìm đạo thì bà cũng phải thực hành những cái thiện pháp như là giữ những cái giới, những cái phẩm hạnh để mà xứng đáng với cái công đức của Ngài. Cái ý nghĩa chỗ này Tịnh Đạt muốn nói lên đó là một cái người đi làm thiện pháp giống như là trong gia đình mình đó, một thành viên có cái sự hướng tâm về Phật pháp, hay là trong gia đình mình có một cái người xuất gia, cái người chồng, người vợ, hay là người anh, người em, người con mà ở trong chùa có cái đời sống xuất gia, thì những người tại gia cư sĩ ở nhà đó, thì mình cũng phải cố gắng để mà nương theo cái hình bóng đó, mình cố gắng làm các cái thiện pháp để xứng đáng là người quyến thuộc, có cái người bà con, có cái người anh em, có cái người ruột thịt của mình đang là cái người xuất gia. Thì cái suy nghĩ này, thưa quý vị, rằng là cái suy nghĩ đúng đắn, cũng như là mang lợi ích cho bản thân mình, mang lợi ích cho những người xung quanh. Cái hình ảnh trong câu chuyện mà chúng ta đang học đó, mà chúng ta đang tìm hiểu, là cái hình ảnh cả một cái gia đình ba thành viên, người con đi xuất gia, rồi lần lượt là người cha đi tìm cũng đi xuất gia, người mẹ đi tìm cũng đi xuất gia. Chúng ta chưa xét về sau cái xuất gia, mà là cái hình ảnh mà do cái nhân duyên người con đi xuất gia mới kéo theo là người cha, người mẹ. Thì chúng ta bây giờ chúng ta khó làm được như vậy, bởi vì một người xuất gia đã là hiếm rồi, đã là quan hỷ, rất là quan hỷ rồi, thì chúng ta không cần thiết phải là xuất gia theo cái người đó, mà chúng ta chỉ cần lấy một cái ý nghĩa, đó là cố gắng trau dồi những cái thiện pháp nào mà mình chưa có dịp, chưa có cái cơ hội để mà mình thực hành, giống như là những ngũ giới hay là giữ bát quan trai giới, với cái tư tưởng đó là người bà con quyến thuộc ruột thịt của mình đã xuất gia rồi, thì mình ở nhà mình cũng cố gắng để mà gìn giữ những cái thiện pháp, những cái ngũ giới hay bát quan trai giới. Đó là một cái suy nghĩ rất là tích cực, rất là tích cực. Và chính vì cái suy nghĩ tích cực này sẽ giúp cho, thứ nhất, bản thân mình cũng được cái sự lợi ích phước báo, và cái người đi xuất gia
ở từ phương xa cũng hay biết gia đình còn lại ở nhà được cái thành tựu cái công đức như vậy cũng rất là an tâm, cũng rất là hoan hỷ. Thì đó là một cái ý nghĩa phải nói rằng nếu mà chúng ta làm được như vậy đó thì lợi lạc cho mình và lợi lạc cho những người xung quanh, lợi lạc, rất là lợi lạc. Và cái câu chuyện kế tiếp nói về cái việc sau khi xuất gia thì nhóm ba người tu sĩ gia đình này đó lại có cái cuộc sống mà quấn quýt không có xa rời, thì nó không còn phù hợp. Không còn phù hợp ở đây nói về cái giới hạnh, nói về cái hình ảnh của cái người tu sĩ. Và chính vì do cái sự quyến luyến không nỡ xa rời đó, Đức Phật Ngài mới nói lên một cái thời pháp. Ngài nói pháp, rồi Ngài sắp tấn về cái việc đó là cái sự khổ đau. Cái sự khổ đau có nhiều cái hình thức, có nhiều cái hình dạng. Và trong nhiều cái hình thức, nhiều cái hình dạng đó, có một cái hình thức đó là liên quan đến cái người thương, liên quan đến người ghét. Bởi vì người thương mà sống phải cách xa nhau là một cái sự đau khổ, một khổ. Giống như là ở trong một cái gia đình, hay là đối với cái người thân hữu mà chúng ta quý mến mà không có được gặp thường xuyên đó, thì chúng ta nhớ nhung, nhớ nhung rồi nó kéo theo đó là rồi sầu khổ, nhớ nhung rồi sầu khổ. Thì đó là một cái hình thức của đau khổ. Và một hình thức ngược lại, những người ở gần, ở cận kề, chúng ta gặp mặt hàng ngày, chúng ta tiếp xúc hàng ngày, thì lại là những người đó là chúng ta không ưa, nhìn mặt là ghét. Thì phải nói rằng ở gần là một cái sự khổ đau. Bởi vì thường thường khi khởi lên cái tâm sân, cái tâm khó chịu, thì đối với cả hai trường hợp, Đức Phật Ngài bảo rằng đó là một hình thức dạng của khổ đau. Thì làm thế ta có thể giảm bớt cái khổ đau? Thì Đức Phật Ngài nói rằng đó là đối với chúng sanh hay là các pháp hữu vi, ta không nên phân biệt là thương hay ghét cái chi cả. Cái phương pháp để mà dẫn đến dần dần đau, dần dần thoát khỏi cái sầu muộn. Tịnh Đạt có từng nêu ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta, đó là sống ở trong cuộc đời đó, chúng ta đừng quá chú trọng về cái thương và đừng quá phân biệt về cái ghét. Bởi vì thương và ghét á, nó cũng là cái phiền não. Và chính vì cái thương và cái ghét là phiền não đó, nó sẽ dẫn chúng ta tiếp tục luân hồi. Thì còn là phàm phu thì chúng ta phải xử lý như thế nào đối với cái thương và cái ghét? Đối với cái thương đó, đối với những người mà chúng ta yêu thích, hay là đối với những cái đồ vật mà chúng ta yêu thích, ngay cả những cái vật vô tri vô giác, thì chúng ta phải, trước khi mà chúng ta sở hữu hay là chúng ta tiếp xúc, thì trong đầu ta luôn luôn phải nghĩ đến một cái điều tác ý, một cái điều đó là cái sự yêu thích này rồi nó sẽ mất đi, rồi nó sẽ mất đi, thì chúng ta sẽ đón nhận cái món đồ hay là cái người chúng ta thương, chúng ta thích đó, với một cái tâm trạng đó là sẵn sàng để mà mất đi. Chúng ta nghe thấy cũng hơi ngộ đúng không? Yêu thương
thích thú thì chúng ta hãy vui vẻ. Nhưng không thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ tham đắm ở trong cái sự vui thích đó, một khi cái sự vô thường nó ập đến, cái món đồ đó nó bị tan vỡ, nó bị hư hao, nó bị mất mát, hay là cái người chúng ta yêu mến, yêu quý họ phải cách xa, phải đây, thì chúng ta sẽ rất là đau khổ và rất là buồn. Cho nên á, khi mà muốn sở hữu hay là muốn tiếp xúc với những người yêu thương, những món đồ yêu mến á, thì chúng ta luôn luôn phải có một cái tư tưởng từ ban đầu, đó là sẽ đối diện với cái việc mà là mất mát, đối diện với cái việc đó là sẽ chia tay. Thì khi mà chúng ta có một cái tư tưởng như vậy đó, thì Tịnh Đạt bảo đảm chắc quý vị rằng đó, khi mà cái chuyện vô thường nó đến đó, chúng ta sẽ dễ dàng để mà chấp nhận, chúng ta không có buồn khổ bao nhiêu hết. Còn đối với việc mà ghét đó, không nên phân biệt cái việc ghét đó là như thế nào, thì nó đi kèm với là cái quan trái, đi kèm với là cái quan trái. Một khi mà chúng ta ghét rồi đó, thì chúng ta sẽ cột quan trái. Và thưa quý vị rằng, dòng sinh tử luân hồi này càng cột quan trái thì càng lại cơ hội lại gặp nhau. Quý vị hãy tin chắc cái điều đó. Càng cột quan trái với ai, càng ghét cay ghét đắng người nào, càng thù hận bao nhiêu, thì chắc chắn trong dòng sinh tử luân hồi này, chúng ta sẽ gặp lại cái người đó, cái chúng sanh đó, để mà tiếp tục cột quan trái. Cho nên để mà có một cái sự thông minh trong cái việc xử lý đối với cái việc mà những điều không ưa, không thích, thì chúng ta hãy chấp nhận. Hãy chấp nhận và đừng bao giờ cột quan trái tiếp tục. Hãy cởi bỏ cái quan trái đó từ từ với những cái khéo tác ý, cũng như là với cái hạnh nguyện mà chúng ta thực hành từng ngày một. Xin cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, và kể cả chúng ta cũng đừng quan trái với tất cả chúng sanh. Đó, thì đối với cái điều ghét thì chúng ta phải chấp nhận và cởi cái bỏ cái quan trái từ từ. Thì chính vì cởi bỏ cái quan trái từ từ bằng cái tình thương đó, sẽ giúp cho mình gặp lại những người mà chúng ta chỉ là những người hỗ trợ thiện pháp cho nhau mà thôi. Những người cột quan trái thì từ từ tránh xa, không có gặp lại. Đó là cái việc mà liên quan đến cái điều thương, hay là những cái người mà chúng ta yêu mến, những món đồ chúng ta quý mến, hay là đối với cái việc mà phân biệt cái người mà chúng ta không ưa, không thích. Chúng ta phải có một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ rất là khéo léo để mà chuẩn bị, để mà thiết lập, để mà dọn đường cho cái sanh tử luân hồi này. Bây giờ chúng ta chưa giải thoát liền đâu, điều đó là điều chắc chắn rồi. Chúng ta xét rằng trong cái kiếp này chúng ta chưa đủ khả năng để mà giải thoát liền đâu, thì chúng ta hãy khôn khéo để chọn con đường chúng ta đi, nó được cái sự hỗ trợ lẫn nhau trong thiện pháp. Đó là một cái sự người thông minh, cái người có cái sự tính toán. Chứ còn bằng không thôi thì mặc kệ cái đời sống này, trong cái đời sống hiện tại này, rồi chúng ta lại tiếp tục mặc kệ cho cái đời sống ở tương lai, thì đó là một cái người không có biết nghĩ xa. Thì không có biết nghĩ xa thì ắt sẽ buồn gật. Cái điều đó là cái điều chắc chắn như vậy. Thì thưa quý vị rằng, câu kệ ngôn pháp cú trong 219 này đó, nó là tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Nói về cái việc đó là cố gắng làm lợi ích cho bản thân mình bằng những cái thiện pháp, chớ đừng bằng những thực hành những cái việc mà bất lợi cho bản thân mình. Không chuyên việc đáng chuyên, tức là làm những cái việc đó là gây bất lợi cho bản thân mình, hay là gây bất lợi cho những cái người xung quanh. Vì mà như vậy đó,
cái người mà không không chuyên cái việc mà đáng chuyên hay là cái việc mình đáng nên chuyên thì lại không đáng chuyên, tức là cái việc mà thiện pháp thì không nên không có không làm mà cái bất thiện pháp thì lại làm, thì cái người như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng có cái chiều hướng là đi xuống, thối thất. Cái người thông minh thì lại là thối thất thành cái người ngu dốt, cái người siêng năng thì lại thối thất thành cái người lười biếng, cái người thiện pháp thì thối thất thành cái người bất thiện pháp. Cho nên chúng ta cũng có rút ra những cái bài học kinh nghiệm cũng như là những cái ý nghĩa trong cái duyên sự này, hay là trong cái ý nghĩa này thì Tịnh Đạt cố gắng để mà thể hiện hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta cố gắng noi gương những cái người thân quyến thuộc hay là những người mà chúng ta quý mến là những người xuất gia, những người xuyên làm cái pháp, thì là người thân hữu, là người quý thuộc, là người bạn đạo, chúng ta phải cố gắng thêm nữa cho xứng đáng bằng cách đó là gìn giữ giới đức, bằng cách đó là làm nỗ lực làm các thiện pháp. Cái thứ hai đó là hãy thiết lập cái tư tưởng để mà dọn đường, để mà chuẩn bị cái hành trang trong cái cuộc sống sinh tử luân hồi đối với những người thương, đối với cái điều mà chúng ta quý mến, cũng như đối với những người mà chúng ta thù ghét, chúng ta không ưa, không thích. Chính vì nhờ những cái tư tưởng, những cái cách tu tập, những cái kinh nghiệm này đó, thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ có được một cái đời sống lợi ích, một cái đời sống an vui, một cái đời sống đầy đủ, kể cả về vật chất cũng như là kể cả về cái an ổn về tinh thần. Thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể phát triển và có thể chúng ta dần bước đến những cái giảm bớt cái khổ đau và dẫn đến con đường an lạc giải thoát. Thì qua cái câu pháp cú số 209 này, Tịnh Đạt xin được chia sẻ với các quý vị ở trong diễn đàn pháp cú kinh. Tịnh Đạt xin được kết thúc buổi chia sẻ này ở đây. Xin được kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn luôn thân tâm được an và cái sự an vui trong chánh pháp. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú làm thai. Chúng con kính tri ân.